Minh được Tử Vi hoan hỉ chào đón quý anh chị tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và ngày hôm nay, Minh được Tử Vi sẽ chia sẻ với quý anh chị về tử vi tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, tháng 5 âm lịch, năm Quý Mão 2023, một tháng hân hoan đốn tài đốn lộc, vượt mọi chông gai, đánh bay trở ngại, nhờ vận may khởi sắc. Vậy làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đón nhiều vận may đến với mình. Và tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người đã chỉ rõ trong tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn. Những người tuổi Tân Dậu hữu duyên xem được video này nên biết nắm bắt để tận dụng thời cơ để giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Về vận trình cụ thể ra làm sao thì ngay sau đây xin mời quý anh chị tuổi Tân Dậu cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Tiên tri tiết lộ, Tân Dậu 1981, ăn chọn lộc trời, số đỏ hơn son, làm ăn trúng lớn, trúng số đổi đời, xây nhà lầu, tậu xế sang, tiền bạc nhét, chật két, đúng tháng 5 âm lịch 2023. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cho quý anh chị tuổi Tân Dậu biết bí mật cực lớn về sự thay đổi trong vận trình của mình, đúng tháng 5 âm lịch 2023 này. Nếu quý anh chị theo dõi hết vận trình của mình và có hướng đi đúng đắn, thì chắc chắn quý anh chị sẽ có của ăn, của để, cuộc sống dư giả, giàu sang, hạnh phúc khi về già. Không để quý anh chị đợi lâu thêm nữa, ngay sau đây, hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi chi tiết video nhé. Trước hết, xin mời quý anh chị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Tân Dậu với những con giáp khác. Theo tử vi, tháng 5 âm lịch là tháng Mậu Ngọ hay tháng Lựu Nguyệt, được tượng trưng bởi loài hoa lựu và hoa lan chuông. Loài hoa biểu trưng cho sự cao quý, hoa lan chuông thể hiện rằng bạn rất ngọt ngào và khá cầu toàn, tỉ mỉ. Tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão, có thiên can là Mậu, địa chi là Ngọ, cầm tinh con ngựa, ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè, khi đất trời đã bắt đầu ngập tràn những ngày nắng. Tử vi tháng 5 năm 2023, tuổi Tân Dậu âm lịch, con giáp này đón tháng mới với tâm trạng hân hoan và thoải mái khi hầu hết các phương diện của bạn đều có khởi sắc. Có thể nói, đây là thời điểm những chú gà gặt hái toàn điều tốt đẹp, bù đắp cho những khó khăn từ đầu năm. Được tam hợp thái tuế hỗ trợ, con giáp này sẽ trở nên rất hoạt bát, năng nổ trong các hoạt động tập thể. Sự nhiệt tình chính là yếu tố nổi bật nhất trong công việc của bản mệnh trong tháng này, bên cạnh việc đưa ra những ý tưởng đóng góp có tính khả thi cao. Tự bản thân bạn cũng trở nên có sức hấp dẫn kỳ lạ và thậm chí trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhiều người khác. Vì vậy, bạn có thể tạo dựng được những mối quan hệ xã hội tốt đẹp, điều này rất hữu ích cho sự phát triển sự nghiệp cá nhân. Dù có tiểu nhân ganh ghét, cũng không có gì phải lo lắng, vì bạn hoàn toàn có đủ sức và sự khôn ngoan để vượt qua mọi sóng gió. Tài vận trong tháng 5 năm 2023 âm lịch của tuổi Tân Dậu ở mức khá, lương và thưởng đều có dấu hiệu tăng nhờ các khoản đãi ngộ, việc làm ăn. Kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi, nhưng nếu muốn đầu tư kinh doanh hay mở rộng vào lúc này thì cần phải chú ý đề phòng và kiểm soát tài chính, nếu không sẽ bị thất thoát. Phương diện tình cảm cũng có nhiều tiến triển tốt đẹp hơn những tháng trước, với những ai chưa có bạn đồng hành thì sẽ sớm có. Những ai đã có người yêu thì có thể tính đến hôn nhân, còn ai đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng đầm ấm, thắm thiết hơn, thuận vợ thuận chồng làm việc gì cũng có lợi. Hung tinh án ngữ trong vận trình sức khỏe của tuổi này dự báo về những bất lợi, thương tật mà bạn có thể gặp phải trong tháng này, bản mệnh nên cẩn thận khi đi lại. Hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác để đề phòng tai nạn giao thông. Người sinh năm 1981, tuổi Tân Dậu, mang mệnh mộc, thạch lựu mộc, gỗ cây lựu đá, thạch nghĩa là đá, lựu nghĩa là cây lựu, là tên của một loài cây, mộc là gỗ hay các loài thực vật nói chung, tên của ngũ hành nạp âm này nghĩa là một cây lựu đá. Những người mệnh thạch lựu mộc mang một tính cách đa dạng, không thuần nhất. Thứ nhất, vì thuộc hành mộc nên khí chất ôn hòa, điềm tính nhân ái, trái tim luôn biết yêu thương, cảm thông, chia sẻ trong ngũ thường, tức là năm đức tính tốt đẹp thường có,
thì hành mộc chủ về nhân. Thêm nữa, bản chất của các loài cây cối là hiền lành, nhân ái, ưa làm những việc phúc thiện. Thứ hai, thạch lựu là loài cây sinh trưởng phát triển ở những vùng đất sỏi đá, khô cằn, nên cốt cách của nó cứng rắn, đanh thép, sức sống mãnh liệt, phi thường. Chính bởi lẽ đó, nó ảnh hưởng tới cá tính con người mang mệnh này. Bề ngoài họ rất hiền từ nhân hậu, nhưng ý chí, nghị lực, cốt cách của họ ít ai sánh bằng. Thạch lựu mộc là mẫu người đa tài, họ giỏi nghệ thuật, hội họa, văn chương, nhưng cũng khéo quản lý tài chính hay các hoạt động thương mại. Yêu cái đẹp nhưng cũng rất thực tế và ham kiếm tiền. Chính vì lẽ đó nên đôi khi họ thường phải lựa chọn cân nhắc giữa hai mặt. Những người thuộc mệnh thạch lựu mộc, giàu trí tiến thủ, không ngừng vươn cao trong mọi hoàn cảnh, họ dễ thích nghi và đem lại lợi ích cho nhiều người, vươn lên sinh tồn trong điều kiện khó khăn. Chắc chắn bản lĩnh của họ rất cao, tâm lý lạc quan, nhìn cuộc đời như bầu trời xanh đầy hy vọng, họ tự tin vào bản thân và cuộc sống, tràn đầy niềm yêu đời. Giống như lựu đá, cây thấp nhưng bền bỉ, có thể sinh trưởng ở vùng núi đá, giống như táo hay lê ở khu vực Hà Giang nước ta. Giống lựu này ngoài có quả, sức sống cao, bền bỉ thì gỗ còn khá cứng, gốc cây hình dạng hơi đặc biệt nên người ta trồng nó làm cảnh nữa. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 5 âm lịch cho tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, vận hạn, may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Về mặt sự nghiệp, tử vi tháng 5 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy, với sự xuất hiện của cục diện tam hợp, thêm cả nguyệt lệnh lâm quan hỗ trợ, tháng 5 âm này đánh dấu bước chuyển mình khá lớn của người tuổi Tân Dậu. Ở phương diện công danh, sự nghiệp, con giáp này có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn, cũng có nhiều không gian để phát triển theo con đường mình muốn. Nhân lúc cát khí lan tràn, bạn có thể tranh thủ tiến hành những việc quan trọng, những dự định mà bạn chưa dám làm, thì nay hãy dũng cảm theo đuổi. Thực ra, việc gì mới bắt tay vào làm sẽ khó tránh gặp những trở ngại ban đầu, thậm chí đôi khi bạn còn cảm thấy nản lòng và chùn bước. Thế nhưng với điều kiện thuận lợi hiện tại, bạn sẽ được giúp đỡ rất nhiều để vượt qua khó khăn ban đầu. Những ngày này chắc chắn khối lượng công việc cần phải gánh vác, xử lý sẽ tăng lên, khiến Dậu thường xuyên bận rộn, không ngơi nghỉ, đổi lại. Chính điều này mang tới không gian thăng tiến rộng mở, việc gì cũng có giá của nó, bởi thế chớ vội than phiền khi nhiều việc đến tay. Bạn cũng trở nên rất hoạt bát, năng nổ trong các hoạt động tập thể, sự nhiệt tình chính là yếu tố nổi bật nhất trong công việc của bản mệnh ở tháng này. Bên cạnh việc đưa ra những ý tưởng đóng góp có tính khả thi cao, tự bản thân bạn cũng trở nên có sức hấp dẫn kỳ lạ và thậm chí trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhiều người khác. Vì vậy, bạn có thể tạo dựng được những mối quan hệ xã hội tốt đẹp, điều này rất hữu ích cho sự phát triển sự nghiệp cá nhân. Dù có tiểu nhân ganh ghét, cũng không có gì phải lo lắng, vì bạn hoàn toàn có đủ sức và sự khôn ngoan để vượt qua mọi sóng gió. Thời điểm này, nếu bạn muốn được tăng lương, thăng chức, cũng có thể mạnh dạn đề xuất, đừng quên gửi kèm theo những lý lẽ thuyết phục, các con số thực tế, để chỉ ra rằng bạn xứng đáng có mức đãi ngộ cao hơn, rất có thể sẽ sớm được cấp trên chấp thuận. Bên cạnh đó, bạn cũng nên cố gắng duy trì kết hợp với những người cùng chí hướng, để công việc được thuận lợi, tránh xa bạn bè xấu, kẻo gặp chuyện rắc rối. Ngoài ra, không nên soi mói quá mức tới mọi mặt, cũng đừng quá chi tiết, điều gì đến sẽ đến, bạn sẽ có thu hoạch bất ngờ, đúng với năng lực của mình. Về mặt tài lộc, xem tử vi tháng 5 âm tuổi Tân Dậu âm lịch, tài vận của bản mệnh trong tháng khá lý tưởng, bản mệnh biết được ưu thế của mình nằm ở đâu để phát huy, đi tắt đón đầu, dẫn đầu xu hướng. Con đường làm giàu càng ngày càng rộng mở, bạn sẽ đón nhiều cơ may kiếm tiền trong tầm tay. Ngoài khoản tiền lương cứng, bản mệnh còn lĩnh thêm khoản tiền thưởng, hoa hồng, lãi lời, vân vân. Tam hợp cục giúp việc làm ăn, kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi, các hạng mục đầu tư với đối tác đều diễn ra ổn thỏa, lợi nhuận thu về rất khả quan. Tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, đơn hàng tới tấp, chắc chắn cuối tháng hoạch tính doanh thu tăng lên gấp nhiều lần so với thời gian trước đó. Nhưng nếu muốn đầu tư, kinh doanh hay mở rộng vào lúc này thì cần phải chú ý đề phòng và kiểm soát tài chính, nếu không sẽ rất dễ bị thất thoát. Tốt nhất hãy tiến hành những dự án đã có nền tảng chắc chắn và an toàn từ trước để hạn chế rủi ro tiềm tàng. Tháng này để thúc đẩy tài khí thêm vượng, bản mệnh có thể trưng biểu tượng mèo thần tài ở cửa hàng, cửa hiệu, vật phẩm này có tác dụng chiêu tài rất mạnh, sẽ mang tới nhiều may mắn, lộc lá cho bạn. Về mặt tình cảm, gia đạo. Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Tân Dậu trong tháng 5 âm lịch này có nhiều tiến triển tốt đẹp, dẹp bỏ rất nhiều muộn phiền và nỗi buồn thương trước đó,
tháng này bạn hoàn toàn có thể tự tin nắm giữ hạnh phúc thuộc về mình. Mối quan hệ vợ chồng hài hòa, giữa cha mẹ và con cái tìm được tiếng nói chung, gia đạo trong ấm ngoài êm, hầu như không có trở ngại nào quá lớn, dù có xung đột phát sinh thì cũng được hóa giải kịp thời. Một số cặp vợ chồng đón tin vui về chuyện con cái trong tháng này, sau bao tháng ngày mong ngóng. Tuy nhiên, nữ mệnh đi đứng thận trọng, kẻo ngũ quỷ hung tinh gây họa, ảnh hưởng sức khỏe của mẹ và thai nhi. Về mặt sức khỏe, thời điểm vào hè, thời tiết sẽ có nhiều sự khó chịu, thất thường, lúc nắng, lúc mưa, bản mệnh dễ có hiện tượng mệt mỏi, uể oải, làm giảm chất lượng công việc cũng như cuộc sống. Nhưng các triệu chứng khó chịu này sẽ nhanh biến mất khi bản mệnh điều chỉnh lại chế độ ăn uống, giờ giấc làm việc cũng như luyện tập thể thao. Tuy nhiên, tháng có hung tinh ngũ quỷ án ngữ, dự báo những hung hiểm tai nạn mà bạn có thể gặp phải, do đó, dậu nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác để đề phòng tai nạn giao thông. Khi làm việc nhà cũng cần lưu tâm khi sử dụng vật dụng sắc nhọn, tránh để đứt tay, chảy máu ứng với họa huyết quang. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 5 âm lịch sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Nhìn chung thời điểm đầu tháng này khá yên bình đối với người tuổi Tân Dậu trên phương diện sự nghiệp, bạn có thể nhân lúc này để mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình. Khi có mối quan hệ rộng rãi, bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn vì có mọi người xung quanh sẵn sàng giúp đỡ. Tình hình tài chính có dấu hiệu khởi sắc vào thời điểm cuối tuần, có thể là vì bạn đã nắm được xu thế thị trường, nên đưa ra được những nước đi đúng đắn, hãy tiếp tục giữ vững các thế mạnh của mình, bạn có thể gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Khía cạnh tài chính lúc này thăng hoa, tỷ lệ thuận với sự nghiệp của bản mệnh, nhiều người có thu nhập cao hơn trước rất nhiều, do bạn chăm chỉ và không ngừng nỗ lực cải thiện các kỹ năng kiếm tiền của bản thân. Sao Thái âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có ít nhiều khởi sắc, tuy nhiên, vì bạn không chịu chủ động, nên quan hệ với ai cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi thôi, có lẽ bạn vẫn khó có thể tìm ra nửa kia phù hợp với mình. Với người đã có đôi có cặp, tình hình mâu thuẫn giữa vợ chồng bạn dường như ngày càng căng thẳng, thậm chí có người nghĩ đến việc chia tay. Hãy dành thời gian cân nhắc thật kỹ và tìm ra căn nguyên của mọi vấn đề, xem mối quan hệ này còn có thể cứu vãn được hay không. Quý nhân, Mão, Tuất. Tiểu nhân, Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn, hồng, đỏ. Con số may mắn 22, 09, 45. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. Có thể nói rằng, 10 ngày giữa tháng 5 này là thời gian may mắn đối với người tuổi Tân Dậu, bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, nên công việc nào cũng có thể hoàn thành dễ dàng, thậm chí bạn còn có cơ hội chạm tay vào mục tiêu mình đặt ra từ trước. Lại thêm chính quan phù trợ, những chú gà sẽ dễ được cất nhắc vào những chức vụ phù hợp, có tiềm năng phát triển trong tương lai, vì thế, bản mệnh cần tiếp tục cố gắng hơn nữa, không dễ dàng đầu hàng trước mọi khó khăn. Tình hình tài chính của bản mệnh cũng vô cùng khả quan, có cơ hội thoát ra khỏi vấn đề khó khăn, tuy nhiên cũng đừng vội chủ quan, vẫn nên để một khoản tiền dự phòng để đảm bảo nhé. Thực thần mang lại sức khỏe, năng lượng cho tuổi Tân Dậu có cơ hội tận hưởng từng khoảnh khắc trong cả công việc lẫn cuộc sống. Gia đình, bạn cũng có thể mong đợi những thay đổi quan trọng trong công việc, tìm được việc mới. Trong chuyện tình cảm, sau Bách Việt, chủ đào hoa cho thấy bản mệnh vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, xung quanh không thiếu người săn đón. Bạn có thể cởi mở và thử trò chuyện với một vài người, biết đâu trong số đó có người phù hợp với bạn đấy. Cuộc sống của các cặp đôi thiên về ổn định, bạn và người ấy dành nhiều thời gian để trò chuyện và thấu hiểu. Dù đôi bên vẫn còn những quan điểm bất đồng, nhưng hai bạn biết bao dung và thấu hiểu nhau, sẵn sàng thay đổi bản thân vì đối phương. Quý nhân, Mão, Tuất. Tiểu nhân, Ngọ, Thìn. Màu sắc may mắn, vàng, hồng. Con số may mắn 46, 08, 22. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm này đem tới nhiều cơ hội cho người tuổi Tân Dậu khẳng định bản thân, vì thế càng trẻ tuổi, bạn càng cần chăm chỉ, cố gắng, chớ dành quá nhiều thời gian cho việc vui chơi, trong những ngày đi làm, hãy nhiệt tình nhận thêm các nhiệm vụ khó. Tài lộc chưa có nhiều biến động, chỉ có người làm nghề tự do có thể nhận được khoản thù lao kha khá vào thời gian này. Bạn dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, nên số lượng khách hàng, đối tác chủ động tìm đến cũng ngày một nhiều hơn. Thêm thực thần tụ khí, tình hình tài chính của những chú gà cũng rất khả quan, kiếm tiền dễ dàng hơn, một số bạn còn nhận được lộc lá trời ban.
ký kết hợp đồng lớn, thu về không ít tiền hoa hồng, áp lực tiền bạc giảm đi trông thấy, thu chi cũng phóng khoáng hơn thường ngày. Cát tinh tử vi cũng mang tới thêm nhiều may mắn cho người tuổi này, hãy nhớ rằng chỉ cần bạn bỏ công sức thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Thậm chí thách thức bất ngờ xuất hiện cũng là cơ hội để bạn rèn luyện và tiến bộ hơn. Nếu đang thầm dành tình cảm cho một người nào đó, thì bạn nên chủ động hơn trong việc kéo gần khoảng cách với đối phương. Chỉ cần bạn chân thành thì chắc chắn không thiếu cơ hội khiến đối phương rung động. Quý nhân, Hợi, Tỵ. Tiểu nhân, Mão, Tý. Màu sắc may mắn, tím, trắng. Con số may mắn, 22, 98, 34. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, tháng 5 âm lịch 2023. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài vượng lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Tân Dậu với tuổi Tý. Sự kết hợp của tuổi Tân Dậu với tuổi Tý sẽ tạo nên một cặp đôi lý tưởng, hoàn hảo nếu như họ cùng chung sở thích và thực sự thấu hiểu được suy nghĩ của nhau. Nếu không, tình yêu của hai tuổi này sẽ bị đe dọa bởi mâu thuẫn gay gắt. Chuyện tình của Dậu và Tý sẽ trải qua nhiều thăng trầm, có những phút giây lãng mạn, ngọt ngào, đáng nhớ. Niềm tin chính là yếu tố quan trọng để duy trì mối quan hệ làm ăn giữa người tuổi Tân Dậu và người tuổi Tý. Họ hỗ trợ bổ sung và cùng nhau phát triển sự nghiệp, Tý sẽ mang lại nhiều may mắn về tài chính đến cho Dậu. 2. Tuổi Tân Dậu với tuổi Sửu. Trên phương diện tình yêu, tuổi Tân Dậu và Sửu dường như trở thành cặp đôi trời sinh, hòa hợp và chung thủy, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Họ không hẳn có nhiều điểm chung, mà quan trọng Dậu và Sửu đều biết lắng nghe, chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Dù có xảy ra mâu thuẫn, hai tuổi này cũng có thể nhanh chóng giải quyết trong hòa bình. Nếu trở thành đối tác làm ăn của nhau, Dậu và Sửu dễ dàng trở nên hòa hợp, ăn ý. Người tuổi Tân Dậu sáng tạo với những kế hoạch, dự định của mình, còn tuổi Sửu sẽ luôn ủng hộ và là trợ thủ đắc lực, giúp Dậu thành công trong sự nghiệp. 3. Tuổi Dậu với tuổi Dần. Dậu sẽ không chịu nhường nhịn, thua kém ai, còn Dần lại quá đề cao cái tôi của mình. Nếu xảy ra mâu thuẫn, mối quan hệ của Dậu và Dần sẽ nhanh chóng tan vỡ. Trên phương diện tình yêu, hai tuổi này cần có nhiều thời gian để tìm hiểu, gắn bó với nhau. Họ thường xuyên đấu khẩu với nhau, tình trạng này thậm chí kéo dài, bởi cả hai không ai chịu nhường ai. Sẽ tốt hơn nếu Dậu và Dần hợp tác làm ăn, kinh doanh. Dần là người mạnh mẽ, có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí vững vàng. Điều đó khiến cho Dậu hài lòng vô cùng, mối quan hệ hợp tác của hai tuổi này đạt được hiệu quả cao, giúp họ gặt hái được nhiều thành công. 4. Tuổi Dậu với tuổi Mão. Trong tình yêu, Dậu và Mão khó tìm được tiếng nói chung bởi cả hai đều có tính cách, suy nghĩ, quan điểm sống trái ngược nhau. Điều quan trọng là Dậu thích nhận được sự quan tâm, chăm sóc, che chở của đối phương và Mão cũng cần sự lắng nghe, thấu hiểu. Họ đều cần được nhận lại mà không ai muốn cho đi tình cảm của mình. Trong công việc, Dậu là người đứng đầu, tổ chức lãnh đạo, quản lý, mọi việc, Mão sẽ không mấy hài lòng với những kế hoạch đó. Nhưng họ cũng không thể nào làm tuổi Tân Dậu đổi ý, bởi vậy mèo sẽ nhanh chóng cảm thấy chán nản với mối quan hệ này. 5. Tuổi Dậu với tuổi Thìn. Dậu và Thìn đều có cách thể hiện tình cảm khác nhau trong tình yêu. Tuổi Thìn năng động, sôi nổi và mạnh mẽ, còn tuổi Tân Dậu lại có khá nhiều nguyên tắc, luật lệ. Những thay đổi phá cách của rồng sẽ khiến gà không vừa lòng, mâu thuẫn xảy ra đa phần bắt đầu từ sự khó tính, cố chấp của người tuổi Tân Dậu. Thế nhưng hai tuổi này đều có chung một quan điểm, đó là căn nhà của họ phải thật sạch sẽ, gọn gàng. Nếu hợp tác làm ăn, tuổi Tân Dậu và Thìn sẽ gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Họ đều là những người có óc sáng tạo, phong phú và tinh tế, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thử thách. 6. Tuổi Dậu với tuổi Tỵ. Dậu và Tỵ sớm cảm nhận được sự thu hút, hấp dẫn với nhau. Ngay từ những lần gặp đầu tiên, mối quan hệ của họ nhanh chóng phát triển và ngày càng gắn bó. Dậu là người có nhiều ước mơ, hoài bão và Tỵ sẽ là nguồn động lực, may mắn, giúp Dậu đạt được thành công. Họ sẽ chung sống hòa thuận dưới một mái nhà, cùng nhau trải qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Công việc của Tỵ sẽ phát triển hơn nếu hợp tác làm ăn với tuổi Tân Dậu, bởi những người tuổi Tân Dậu thông minh, tài trí, có tầm nhìn xa, trông rộng, luôn sẵn sàng đóng góp những kế hoạch, ý tưởng độc đáo, mới lạ. 7. Tuổi Dậu với tuổi Ngọ.
Dậu và Ngọ có nhiều điểm khác biệt trong sở thích, tính cách và quan niệm sống. Bởi vậy, trên phương diện tình yêu, mối quan hệ này khó có thể tìm thấy tiếng nói chung. Tuổi Tân Dậu là những người sống nghiêm khắc với những nguyên tắc, luật lệ của mình. Ngược lại, Ngọ lại phóng khoáng và tự do. Cách thể hiện tình yêu của hai tuổi này cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Dậu nhẹ nhàng, lãng mạn và trung thành, còn Ngọ lại mạnh mẽ, tự do và thích thay đổi. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ này cũng chưa phải lý tưởng. Dậu thường bảo thủ và luôn muốn mọi người nghe theo những ý kiến, kế hoạch của mình. Ngọ thì lại là người mạnh mẽ, kiên định, không dễ bị thuyết phục bởi bất kỳ ai. 8. Tuổi Tân Dậu với tuổi Mùi. Cuộc tình của Dậu và Mùi sẽ trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn và thử thách, lúc mãnh liệt, ấm áp, lúc nguội lạnh, trống vắng. Mùi là người khá nhạy cảm, dễ bị tổn thương và sự nghiêm khắc của tuổi Tân Dậu đôi khi khiến Mùi đau khổ, buồn phiền. Nếu thực sự nghiêm túc, hai tuổi này cần dành cho nhau nhiều thời gian để xây dựng, vun đắp tình cảm nhiều hơn nữa. Nếu hợp tác làm ăn, Mùi và Dậu sẽ cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, phát triển sự nghiệp. Dậu có những bước đi vững chắc và kiên định, còn Mùi sẽ mang đến sự may mắn về tài chính, tiền bạc đến cho người tuổi Tân Dậu. 9. Tuổi Tân Dậu với tuổi Thân. Dậu và Thân cần phải có thời gian tìm hiểu, gắn bó với nhau trước khi quyết định bắt đầu một tình yêu. Hai tuổi này có tính cách khác biệt nhau, bởi vậy những mâu thuẫn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Tuổi Tân Dậu nghiêm khắc, có nhiều luật lệ, yêu cầu tuổi Thân phải chấp hành theo. Tất nhiên, với một con người cá tính, năng động và yêu tự do như Thân thì hiếm ai có thể kiểm soát được. Nếu trở thành đối tác làm ăn, Thân và Dậu sẽ có nhiều dấu ấn, thành công trong các lĩnh vực xã hội. Hai tuổi này hợp tác khá ăn ý và hòa hợp. Nếu như Dậu có nhiều ý kiến sáng tạo thì Thân sẽ biết cách lập kế hoạch làm việc hiệu quả. 10. Tuổi Dậu với tuổi Dậu. Có nhiều điểm chung trong tính cách, sở thích sẽ giúp hai người thấu hiểu, hòa hợp với nhau hơn. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng như vậy, và sự kết hợp của hai người tuổi Dậu là một minh chứng cho điều đó. Trên phương diện tình yêu, họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn từ những điều vụn vặt. Bởi tuổi Dậu là những người khá khó tính và cầu toàn, họ luôn yêu cầu đối phương phải tuân thủ theo những luật lệ nghiêm khắc của mình. Hai người tuổi Dậu, nếu sống chung với nhau, họ có một ưu điểm tuyệt vời, đó là luôn chăm sóc, quan tâm, giữ gìn gia đình của mình. Tuổi Dậu là những người thông minh, thực tế và có nhiều tài năng, họ có thể đảm nhận được nhiều vị trí, vai trò trong công việc. Sự kết hợp của hai người tuổi Dậu có thể nói là khá hoàn hảo, ăn ý, hơn ai hết, họ thấu hiểu từng suy nghĩ, kế hoạch và dự định của nhau. 11. Tuổi Tân Dậu với tuổi Tuất. Trong tình yêu, Dậu và Tuất sẽ có nhiều khoảnh khắc, kỷ niệm ngọt ngào, đáng nhớ. Dậu có nhiều nguyên tắc, nhưng những nguyên tắc ấy sẽ giúp tuổi Tuất thêm hoàn thiện bản thân mình. Chính vì vậy, Tuất không bao giờ phàn nàn về điều đó. Ngôi nhà của họ lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ. Dưới sự chăm lo của tuổi Tân Dậu, tình yêu của hai tuổi này ngày càng gắn bó. Tuất và Dậu sẽ cùng nhau trải qua những khó khăn, sóng gió trong cuộc sống. Niềm tin và sự tôn trọng lẫn nhau chính là yếu tố để Dậu và Tuất trở thành đối tác làm ăn. Người tuổi Tân Dậu thông minh, nhanh trí và giỏi trong việc tính toán, phân tích. Còn tuổi Tuất sắc sảo trong việc ứng phó với những tình huống khẩn cấp. Sự kết hợp này sẽ mang lại hiệu quả cao, giúp họ có những bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp. 12. Tuổi Tân Dậu với tuổi Hợi. Ngay từ những phút giây đầu tiên, Dậu và Hợi đã cảm nhận được sự đồng cảm, hòa hợp với nhau. Tình cảm của họ nhanh chóng phát triển thành tình yêu lãng mạn, đích thực, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, một tình yêu đẹp không có nghĩa là vĩnh cửu mãi mãi. Họ có thể xảy ra mâu thuẫn gay gắt với nhau và dẫn đến tan vỡ. Tuổi Hợi có lối sống hưởng thụ, còn Dậu thì luôn cằn nhằn về điều đó. Dường như Dậu kiên nhẫn, cố gắng thay đổi suy nghĩ của đối phương, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì khi Hợi không hề bận tâm. Trên phương diện hợp tác làm ăn, hai tuổi này sẽ gặt hái được nhiều thành công vang dội. Bởi Dậu giỏi trong việc lãnh đạo, tổ chức lập kế hoạch, còn Hợi sẽ là một nhân viên chăm chỉ, nghiêm túc làm việc. Hơn nữa, Hợi và Dậu đều khéo léo trong giao tiếp, điều đó sẽ giúp họ thuyết phục được các nhà đầu tư lớn, cả trong nước lẫn quốc tế. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trên đời không ít người thường xuyên oán thán trời đất rằng vì sao giỏi mà vẫn nghèo, thậm chí là họ đã chăm chỉ, nỗ lực hết mình, nhưng dường như tiền bạc vẫn còn xa lắm, họ cảm thấy đuối sức, cảm giác như bản thân chẳng thể nào với tới được. Như những người nông dân chăm chỉ làm việc đồng áng mỗi ngày, không quản ngày đêm, nhưng chỉ một trận thiên tai là mất hết, vậy thì tại sao người tài, người tốt sao vẫn phải nhận kết cục đau thương? Chuyện kể lại rằng, có anh nông dân tên Nghèo, ông bà để lại cho ba thửa ruộng,
mỗi năm 3 vụ, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Sau khi trừ tiền giống, tiền phân, tiền phơi và không bị lũ lụt, sâu dày thì chỉ kiếm đủ tiền chi tiêu, ăn uống. Năm ngoái, xã mở đường nhựa qua ruộng anh nghèo, tiền đền bù cũng được kha khá, nhưng chỉ ăn được hơn năm thì lại nghèo. Một anh nông dân khác tên, giàu, nhà cũng 3 thửa ruộng, cũng làm quần quật như anh nghèo. Cuối vụ đập lúa xong, anh hốt chấu về om bếp, xin người ta rơm rạ, rồi bó lại, thuê xe thổ đến bán cho nhà người xóm trên nuôi bò. Tối nằm vắt tay lên trán, anh chợt nghĩ, sao nông dân thì cứ phải bán thóc nhỉ? Thế rồi anh học người ta lấy gạo làm sợi bún, đem bỏ muối ngoài thị xã, anh thấy hạt gạo chỉ chế biến chút thôi, đã bán được giá gấp 5 lần. Thấy anh nghèo mất ruộng, giàu cho thuê ruộng cày, mua gạo của nghèo về làm buôn bán, không làm ruộng nữa. Thế mới thấy, dù có xuất phát điểm giống nhau, như hai anh nông dân trên, đều có tài sản là 3 thửa ruộng, nhưng do cách tư duy, hành động khác nhau, nên họ có kết quả hoàn toàn khác nhau. Vì thế, trước khi than mình, vì sao giỏi mà vẫn nghèo, thì nên xem lại cách suy nghĩ, cách bản thân mình làm việc. Bạn có biết, nỗ lực cả đời không bằng một lần lựa chọn, thực tế là nỗ lực nhầm chỗ, thì mọi việc bạn làm cũng trở thành công cốc mà thôi, chứ đừng nói tới việc làm giàu. Vì thế phải khôn ngoan từ đầu trong lựa chọn, việc đó cần cả một quá trình tu dưỡng không ngừng nghỉ, chứ không phải chỉ ngồi đó mà than trách số phận. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.